Thưa quý vị, trong quý 2 năm 2023, tỉnh An Giang có 3 bệnh viện nhận chứng nhận bạch kim do Hội Đột quỵ Thế giới WHO trao cho hệ thống cấp cứu điều trị đột quỵ. Đó là Bệnh viện Tim Mạch An Giang, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Giải thưởng này không chỉ vinh danh và công nhận cho những nỗ lực của các điều vị đột quỵ của ba bệnh viện, mà điều quan trọng nhất là cho thấy rằng ngay tại khu vực Tây Nam Bộ, nói chung và An Giang nói riêng, bệnh dân đột quỵ hoàn toàn có thể được điều trị tối ưu nhất, áp dụng các kỹ thuật điều trị tiên tiến ngang bằng với chuẩn của các trung tâm đột quỵ trên thế giới. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đã sớm tiếp nhận điều trị bệnh nhân đột quỵ từ năm 2018 do khoa Nội thần kinh phụ trách. Bệnh viện đang từng bước hoàn thiện các kỹ thuật điều trị đột quỵ cấp với nhân lực 8 bác sĩ và 24 điều dưỡng. Đây là quý đầu tiên bệnh viện tham gia quản lý chất lượng bằng Great và đã đạt giải Bạch Kim. Đơn vị đột quỵ Bệnh viện tim Mạch An Giang thành lập năm 2018 trực thuộc khoa cấp cứu là bệnh viện chuyên khoa tim mạch duy nhất của đồng bằng sông Cửu Long có đơn vị đột quỵ với 11 bác sĩ và 19 điều dưỡng. Đây là năm thứ tư liên tiếp bệnh viện tham gia quản lý chất lượng bằng Red và đã đạt được 3 giải vàng trước đó. Đây là quý thứ hai liên tiếp bệnh viện đạt giải bạch kim. Đức vị độc quỵ bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang thành lập vào năm 2019 trực thuộc khoa hồi sức cấp cứu, hiện là khoa can thiệp tim mạch độc quỵ, tuy là bệnh viện được phân tuyến hạng 2 nhưng đã triển khai đầy đủ các kỹ thuật điều trị độc quỵ cấp như tiêu sợi quyết đường tĩnh mạch, hay lấy quyết khối bằng dụng cụ với 11 bác sĩ và 20 điều dưỡng và kỹ thuật viên. Đây là quý thứ hai liên tiếp bệnh viện tham gia quản lý chất lượng bằng RedQ và đạt giải bạch kim.